Lưu ý, đây là video tiểu thuyết ghép ad, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Video sẽ tập trung vào tính cách nhân vật, phân tích cốt truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi tập mới hàng ngày nhé. Không sai, là tự vệ, chúng ta đều thấy được. Trong chuyện này, người sai ở trình vĩnh, không có bản lĩnh lại gáy. Kết quả thật đáng buồn, đám bạn đồng hành với hắn đều con cháu đại thế gia. Vừa nhìn thấy Nguyễn Tử Lăng thay đổi hướng hướng, đã biết là có phiền toái. Nếu như phối hợp không tốt, sợ là khó có tính mạng rời khỏi tử lâu này. Một bạn đồng hành đã chết, cùng với an nguy đối với tính mạng của mình, những người này đều rất dễ dàng đưa ra lựa chọn. Các võ giả bên trong tử lâu đều muốn hôn mê. Bảy thế lực lớn siêu cấp ở trong lòng mọi người vốn là hình tượng cao không thể leo tới. Sau khi Trình Vĩnh đánh ra một chiêu bỏ mạng, trong nháy mắt Nguyễn Tử Lăng ném đi tiết tháo, dần dần trở nên đáng khinh. Hóa ra con cháu thế lực siêu cấp chẳng qua cũng chỉ như vậy, so với chúng ta cũng không có gì khác biệt. Nguyễn Tử Lăng thấy sắc khí trên người Lý Vân Tiêu càng lúc càng đậm, Ba chân cũng có chút run rẩy, hắn vội vàng nhìn về phía Khương Nhược Bang đang đứng bên cạnh, cầu xin sự giúp đỡ, binh đệ, ta là biểu ca của đệ, đệ mau nói một chút với bằng hữu của đệ đi, hiểu nhầm, chỉ là một chút hiểu nhầm mà thôi. Trong mắt Khương Nhược Bang không che giấu được vẻ mất mát, tuy rằng nàng đáng ghét Nguyễn Tử Lăng, nhưng đối phương đại biểu cho thành Hồng Nguyệt, không ngờ Nguyễn Tử Lăng ở trong lòng mình vẫn hành xử nghiêm khắc thận trọng trầm ổn, thực lực so với đám trẻ tuổi tuấn tài đã xem như không tầm thường, lại không có khí phách như vậy nhưng trung quy nguyễn tử lăng vẫn là biểu ca của nàng khương nhược băng nói vân tiêu đại ca chuyện này đến đây dừng đi nếu còn ầm ĩ nữa sợ là khó có thể giải quyết được hiện tại phiền phức của trình vĩnh trong mắt nàng lộ ra vẻ lo lắng buồn bã vạn tinh cốc và thành hồng nguyệt đều là bảy thế lực lớn siêu cấp địa vị ngang hàng trình vĩnh thân là tây vực ngũ kiệt cho dù không phải là đệ tử ưu tú nhất của vạn tinh cốc sợ rằng cũng được coi trọng phiên toái này đã muốn chọc thủng trời nhưng hiện tại nhìn bộ dạng lý vân tiêu vẫn lơ đễnh cuối cùng nàng đã hiểu rõ lời la thanh vân nói trong toàn bộ thành hồng nguyệt người dám cả gan dẫn theo mình chạy trốn sợ rằng thật sự chỉ có nam tử thần bí trước mắt này nguyễn tử lăng vội vàng nói lý do không có việc gì không có chuyện gì có những người như chúng ta làm chứng đây không tính là phiền toái gì cả cho dù là vạn tinh cốc cũng phải nói đạo lý mới được thiên hạ này chuyện gì cũng phải có một chữ lý mọi người nói đúng không hắn vẫn nhìn về phía lão bản của tử điếm kia nói trưởng quỹ đến lúc đó làm phiền các ngươi cũng đi làm chứng cho vị huynh đệ này là do trình vĩnh tự mình hành hung không thành ngược lại bỏ mạng, điều này coi như là báo ứng. Thanh Hồng Nguyệt tuyệt đối không thể để người xấu thực hiện được ý định của mình, còn người tốt bị vu oan. trưởng quỹ kia gật đầu giống như con gà con mổ thóc, hắn liều mạng gật đầu, nào dám nói nửa chữ không. trong lòng Khương Nhược Băng có cảm giác chán ghét trước nay chưa từng thấy. nàng xua đuổi mấy người kia nói, các ngươi đều cút đi cho ta. nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn. Nguyễn Tử Lăng ngượng ngùng cười, vội hỏi, vậy ta không quấy rầy các vị nữa. binh đệ từ từ chơi, mấy vị bằng hữu này cũng không tệ. Bọn họ đều là tuấn kiệt, là người đáng để kết giao. Hắn vội vàng quay người muốn rời đi, nhưng trong nhất mắt khi hắn vừa xoay người, trong mắt nổ bắn ra lửa giận và oán độc kinh người. Trên khuôn mặt vặn vẹo, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng trong nháy mắt hắn lại đứng ngây người ra. Bởi vì hắn thấy được có một người đột nhiên đứng ở ngoài cửa, đó chính là nam tử áo đỏ lúc trước. Chẳng biết nam tử đó đã đứng ở trước cửa điều tra tình huống của Trình Vĩnh bao lâu. Nguyễn Tử Lăng trợn to mắt, bỗng nhiên hắn mừng rỡ nói, "Hàng Phong thúc thúc!" tất cả mọi người bên trong tử điếm cũng ngẩn người ra, bọn họ cũng không phát hiện ra nam tử này tới đây lúc nào, cho dù là người trẻ tuổi tuấn tài cũng vậy. Sắc mặt La Thanh Vân ngưng trọng, quát khẽ, "Lý Vân Tiêu, ngươi đi mau." Tên nam tử áo đỏ này chính là người lúc trước đã trấn áp Bùi Cửu sĩ. hiển nhiên là cường giả vũ đế, hơn nữa không phải là tồn tại giống như vũ đế. Hàng quang trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động, tên nam tử áo đỏ này tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng nhiều lắm chỉ mạnh hơn so với huyết thần tử một điểm đánh không lại hắn còn có thể chạy trốn hắn sợ là sợ dẫn tới chấn động lớn khiến dự định thu đông hải nguyệt minh châu của hắn thất bại ninh hàng phong đối với lời nguyễn tử lăng nói giống như mắt điếc tai ngờ hắn vẫn không ngừng dùng tay xoa nắn kiểm tra trên người trình vĩnh thân sắc trên mặt hắn càng lúc càng ngưng trọng trong lòng lý vân tiêu thầm nghĩ không tốt vừa rồi hắn tùy ý thi triển ra đại phong vân trưởng manh khóe này sợ là đã bị ninh hàng phong nhìn thấu dù sao năm đó thành hồng nguyệt đã chết không ít oan hồn hàng phong thúc thúc người này không để quy định vào mắt giết trình vĩnh huynh vẫn mong thúc thúc ra tay ngăn cản người này giao cho vạn tinh cốc xử lý để tránh cho quan hệ giữa hai phái chúng ta nảy sinh sự ngăn cách nguyễn tử lăng vừa nói vừa bay nhanh tới trốn ở phía sau ninh hàng phong vừa rồi lý vân tiêu tùy ý đánh ra một trưởng đã khiến trình vĩnh phải chết hình ảnh đó thật sự quá chấn động khiến xương cốt hắn đều nảy sinh cảm giác khủng bố chỉ có trốn đến phía sau ninh hàng phong hắn mới cảm thấy vô cùng an toàn khương nhược băng vội vàng nói hàng phong thúc thúc là do trình vĩnh muốn giết bằng hữu của ta trước lúc này mới nhận lấy họa sát thân nguyễn tử lăng ngươi cũng quá vô xỉ đi vừa rồi là ai nói sẽ làm chứng cho vân tiêu đại ca sắc mặt nguyễn tử lăng ửng đỏ nói ta làm vậy chính là để hắn chấn tĩnh để tránh cho hắn trốn thoát nếu không chúng ta làm sao ăn nói được với vạn tinh cốc biểu ca cũng là muốn tốt cho thành hồng nguyệt về phần an nguy của bản thân ta từ lâu không để ở trong lòng hắn nói một hồi những lời đại nghĩa bắt đầu giống như hai người hoàn toàn khác biệt Điều đó khiến cho tất cả mọi người cảm thấy chóng váng hồ đồ. Lúc này Ninh Hàng Phong mới chậm rãi đứng dậy, hai mắt sáng như đao, chăm chú nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói, chiêu võ kỹ này, ngươi học được từ đâu? Trong lòng Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm nghị, hắn biết hơn phân nửa đã bại lộ. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, nói, võ học trong thiên hạ có nhiều điểm tương đồng. Chẳng lẽ ngươi dựa vào cái chết của một người là có thể chặt sư thừa của ta sao? Ninh Hàng Phong thoáng sửng sốt, những lời Lý Vân Tiêu trả lời khiến hắn không khỏi nhìn đối phương thêm vài lần. Lúc này hắn mới lại nói, chiêu trưởng pháp này rất giống với tuyệt kỹ của một người. Ngươi đi theo ta, ta muốn kiểm tra suy luận trong lòng. Lý Vân Tiêu nói, không rảnh. Ninh Hàng Phong mỉm cười, nói, không phải do ngươi. Thân ảnh hắn chớp động, muốn bắt lấy Lý Vân Tiêu. Khương Nhược Băng vội vàng đưa trường kiếm trong tay ra, hất lên cao quét ngang qua, vội vàng la lên, Hàng Phong thúc thúc không thể không phân biệt phải trái như vậy được. Rõ ràng là tên Trình Vĩnh này cậy mạnh hành hung mới đưa tới tai họa bất ngờ. Cho dù chuyện này đến tai cha ta cũng vậy thôi, vậy cũng không có cách nào đổi trắng thay đen. Ninh Hàng Phong bấm tay bắn ra, đập vào trên thân kiếm khương nhược băng, liền chấn động khiến cả người nàng mang kiếm cùng bay ra ngoài. Thế đi của hắn đến Lý Vân Tiêu không hề giảm sút, đã chụp tới. Lãnh kiếm băng xương trong tay Lý Vân Tiêu đẩy ra một mảnh kiếm khí, lao tới đâm vào trên người Ninh Hàng Phong. Hắn không dám lại dùng kiếm quyết của mình, mà là thiên trình hạo nhiên quyết, muốn đánh ra một con đường để bỏ chạy. Hồng chân ngóng nhìn ánh trăng sáng, kiếm quang lạnh như biển. Trong nháy mắt Lý Vân Tiêu đâm ra trên trăm kiếm quang không ngờ phong tỏa một thoáng đã cắt đế khí xung quanh thành từng mảnh nhỏ. Ninh Hàng Phong kinh hãi mở to hai mắt, hắn không thể tin được có người lại có thể dùng kiếm quang chém được cửu thiên đế khí của hắn. Hơn nữa cổ hàn ý khuếch tán, toàn bộ tử lâu dường như đặt mình ở trong hầm băng. Lý Vân Tiêu đi mau, La Thanh Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, một tiếng rồng ngâm vang vọng, chỉ thấy thân thể hắn và thương hợp nhất. Một thương quang khó có thể địch nổi lướt qua ngang trời, đáng kinh sợ giống như một con du long. Ninh Hàng Phong lại thất kinh, tên thiếu niên thất tinh vũ tôn này không ngờ uy lực một thương lại mơ hồ có uy thế của cấp vũ đế khác, khiến hắn khó có thể tin được. Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Những tiểu hài tử mười mấy tuổi này tại sao đều biến thái như vậy? Nhưng hai người công kích chẳng qua chỉ để hắn giật mình mà thôi. Tay trái Ninh Hàng Phong ra quyền, vẽ ở trước người một quyền. Lập tức một lực lượng vô hình giống như mặt nước gợn sóng khuếch tán ra. Trong nháy mắt toàn bộ không gian bị một lực lượng phong ấn xuống. Thân thể hai người Lý Vân Tiêu và La Thanh Vân ở trên khâu trung trong nháy mắt bị đông cứng lại. Lý Vân Tiêu hình như không lưu tâm, khẽ cười nói, ngươi không phải sợ phiền phức sao la thanh vân lại không thoải mái giống như lý vân tiêu dùng toàn lực dãy ruộng nhưng cũng không có tác dụng gì một lát sau hắn lạnh lùng hừ nói ngươi tuy là do ngươi giết nhưng trách nhiệm sao có thể để một mình ngươi gánh vác được ngươi cho rằng ngươi là ai chứ một câu nói ra đã thể hiện ra hết bản sắc nam nhi khiến mọi người bên trong tử lâu đều âm thầm tán thưởng ánh mắt bọn họ nhìn về phía nguyễn tử lăng càng nhiều mấy phần xem thường con cháu thế ra gì chứ so với những thiếu niên không mấy nổi danh kia lại có sự chênh lệch khó tránh khỏi quá lớn đi Hàng Phong thúc thúc, dừng tay, Khương Nhược Băng khẩn trương, nàng biết thực lực của Ninh Hàng Phong. Nếu như hắn thật lòng động thủ, chỉ sợ một chiêu sẽ giết chết cả hai người. Dưới tình thế cấp bách, nàng dơ bảo kiếm lên, gác ở trên cổ mình, uy hiếp, Hàng Phong thúc thúc, nếu như thúc thúc dám đả thương bằng hữu của ta. Ta sẽ chết ngay bây giờ ở trước mặt thúc thúc, xem thúc thúc làm sao ăn nói được với phụ thân ta, làm sao ăn nói được với sư phụ của ta. Ninh Hàng Phong cho mày một cái, khiển trách, nhược băng, đây không phải là thời điểm để cháu bướng bỉnh mặt lý vân tiêu cũng hơi biến sắc nói binh lão đệ buông kiếm xuống thúc thúc này của đệ muốn tổn thương ta vẫn còn hơi kém một chút ninh hàng phong khẽ nhíu mày lời này mặc dù nói khó nghe nhưng hắn biết là tâm ý của đối phương vì vậy im lặng không lên tiếng nguyễn tử lăng cũng gấp gáp nói nhược băng nghe hàng phong thúc thúc nói đi không nên tùy hứng khương nhược băng lộ ra nụ cười sầu thảm nói bướng bỉnh tùy hứng vậy hôm nay ta bướng bỉnh một lần tùy hứng một lần nàng lạnh lùng nói ta muốn kết giao bằng hữu thế nào các ngươi cần gì phải quản chứ các ngươi có quyền gì động thủ đối với bằng hữu của ta nếu như ngày hôm nay vân tiêu đại ca là đại ca còn có chỉ tuyền tỷ tỷ nhận một chút tổn thương cho dù hôm nay ta không chết ngày khác ta cũng phải giết sạch bằng hữu của các ngươi ngươi nguyễn tử lăng nhất thời im lặng giật mình khương nhược băng cười lạnh nói ngươi có thể giết chết bằng hữu của ta vì sao ta không thể giết chết bằng hữu của ngươi còn có hàng phong thúc thúc nữa nghe nói thúc thúc và trưởng môn phi hổ môn và không hoài cốc đều rất quen thân thẩm thẩm chính là thánh nữ của không hoài cốc đợi tới khi ta có thực lực tất nhiên sẽ triệu tập một đám người tiêu diệt hai tông môn này trước ninh hàng phong sắc mặt đại biến mơ hồ có chút lửa giận nhưng thân phận khương nhược băng tôn quý cho dù là hắn cũng quản giáo không được hắn chỉ có thể hư lạnh một tiếng vung tay lên thả lý vân tiêu và la thanh vân từ trong cấm chế đi ra lạnh lùng nói ta có thể tha cho bọn họ lần này như lần sau thì không thể còn nữa cháu phải cùng nguyễn tử lăng trở về đây cũng là điều kiện của ta khương nhược băng do dự một chút nói có thể. Nhưng trong vòng 3 ngày các ngươi không được động thủ đối với bọn họ. Chúng ta phải lưu lại đủ thời gian để cho bọn họ rời khỏi thành Hồng Nguyệt. Ninh Hàng Phong trầm tư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, thân sắc biến hóa không ngừng. Một chiêu kia của Lý Vân Tiêu hắn còn chờ đợi xác nhận, nhưng giờ này khác này. Sau một hồi suy nghĩ tỉ mỉ, cuối cùng hắn đã thỏa hiệp, nói, được, ta đáp ứng cháu. Nhưng ba ngày sau, không bị điều này hạn chế. Được, Khương Nhược Bang gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này mong rằng hàng phong thúc thúc chú ý tới đám tiểu nhân vô sỉ nhiều hơn một chút để tránh cho bọn họ ở sau lưng giờ thủ đoạn ninh hàng phong nói cháu yên tâm toàn bộ cấm quân thành hồng nguyệt cũng không sẽ ra tay đối với ba người bọn họ hắn chính là thống lĩnh cấm quân thành hồng nguyệt nguyễn tử lăng cũng nhậm chức ở trong cấm quân phải phục tùng sự điều động của hắn khương nhược băng gật đầu nói có hàng phong thúc thúc đồng ý là ta yên tâm nếu như dám gạt ta ta bẩm báo với cha ta sư phụ ta xem ngươi có mặt mũi thế nào tất cả mọi người đều choáng váng cảm giác thiếu niên này còn là một tiểu hài tử, bị khi dễ sẽ cáo trạng với gia trưởng. Khương Nhược Băng nhìn về phía ba người nói, Vân Tiêu đại ca, La đại ca, chỉ tuyên tỷ tỷ, ta đi về nhà trước. Hai ngày sau, ta sẽ mang theo vật Vân Tiêu đại ca và La đại ca cần đi tới Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Đến lúc đó các người lại đến đây một lần. Sau đó lập tức sử dụng đại trận truyền tống vượt qua vực rời khỏi thành Hồng Nguyệt, ngàn vạn lần không nên ở lại đông vực. Trong lòng nạp lan chỉ tuyền đau xót, nói, binh đệ, đệ chiếu cố thật tốt bản thân là được, không cần lo lắng cho chúng ta lý vân tiêu nhẹ giọng nói thứ ta cần bản thân ta sẽ lấy không phiền đệ động thủ cũng không có thói quen để người khác làm giúp la là thanh vân cũng nói ta cũng như vậy vật dựa vào đệ mang tới cầm ở trong tay đều sẽ bỏng tay khương nhật băng cười khổ nói ta biết hai vị đại ca đều là người tốt nhưng ta chỉ muốn làm chút chuyện cho bằng hữu mà thôi ta từ nhỏ cũng không có bằng hữu thời gian qua lại cùng với các ngươi mặc dù ngắn lại rất vui vẻ trong lòng hai người đều lặng lẽ nói không nên lời chỉ tuyên tỷ tỷ gặp lại sau khương nhược băng mỉm cười lên tiếng chào sau đó xoay người nói tiểu tuyết chúng ta đi thôi nàng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa mọi người đều nhường đường cho nàng bất kỳ ai cũng không dám tới quá gần ninh hàng phong liếc mắt nhìn lý vân tiêu nói ta hy vọng ngươi có thể phối hợp với ta kiểm chứng suy nghĩ trong lòng ta ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không thương tổn tới ngươi nếu như ngươi đã suy nghĩ thông suốt có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào hắn ném ra một tấm lệnh bài nói cầm tấm lệnh bài này đưa cho bất kỳ một người nào đó của thành hồng nguyệt đều có thể tìm được ta hắn cũng xoay người rời đi trước khi đi hắn vung tay phải lên thu thi thể của trình vĩnh vào lúc này mới biến mất ở ngoài cửa trong mắt nguyễn tử lăng lộ ra hung quang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lý vân tiêu nói ngày hôm nay coi như vận khí các ngươi tốt hy vọng lần sau còn có thể có vận khí tốt như vậy hắn và đám trẻ tuổi tuấn kiệt bên cạnh hắn đều khôi phục lại bộ dạng cao cao tại thượng đều hư lạnh không dừng từng người rời đi bên trong tử điếm lập tức chỉ còn lại ba người lý vân tiêu còn có đám võ giả đứng ngoài quan sát lão bản của tử điếm du như cầy sấy tiến lên nói ba vị đại nhân có thể đi nơi khác uống rượu hay không không nên ở lại tiểu điếm này nữa bản điếm buôn bán nhỏ các ngươi làm ầm ĩ như thế ta không thể gánh chịu nổi hắn lấy từ trên người ra một túi nguyên thạch đưa tới chỉ ra bên ngoài nói đối diện có tử lâu duyệt lai chỉ cần ba vị qua bên kia làm ầm ĩ làm ra chút chuyện những nguyên thạch coi như là một chút tạ ơn nho nhỏ dành cho ba vị đại nhân ba người đều đen mặt, một túi nguyên thạch này chừng hơn vạn cái, có thể thấy được thương nhân Thành Hồng Nguyệt vẫn vô cùng giàu có. Lão bản của tử điếm kia cười hắc hắc nói, mấy người vừa nhìn đã biết là không sợ loại phiền phức này, cái này chỉ là đưa trước một chút thành ý, nếu như mấy người có thể ở trong duyệt lai tử lâu gây ra chuyện lớn, tốt nhất là khiến cả tử lâu bên đó đều nổ, vậy ta sẽ có hậu tạ gấp 10 lần. Nạp Lan chỉ tuyên chỉ vào đầu, vừa bực mình vừa buồn cười nói, giữ lại nguyên thạch để cho ngươi mua chút thuốc bổ bồi bổ chỉ số thông minh đi ba người rời khỏi từ lâu lý vân tiêu cười nói ha ha ta cảm thấy chỉ số thông minh của lão bản này thật cao nạp lan chỉ tuyền cười khổ nói nếu la đại ca và vân tiêu công tử không vứt bỏ có thể đi tới chỗ nghỉ chân của ngân nguyệt tông nghỉ ngơi vài ngày chờ tới khi quần anh tụ hội ở thanh phong minh nguyệt lâu ta có chút không yên lòng về nhược băng muội muội rất sợ nàng làm ra một vài hành động khác người tốt nhất là đi tới phủ thành chủ làm bạn với nàng la thanh vân nói được tính cách của nhược băng muội muội đơn thuần có chỉ tuyền cô nương ở cùng nàng mọi người cũng yên lòng. Nạp Lan chỉ tuyền mím môi cáu giận nói, ý của La đại ca là ta không đơn thuần sao? Nàng đưa mặt tới lắc qua lắc lại trước mặt La Thanh Vân, bộ dạng không thuận theo. La Thanh Vân có chút xấu hổ, giải thích, ý ta là nghĩ chỉ tuyền cô nương thành thục hơn, xử sự, sự càng thận trọng hơn, không giống như Nhược Băng, tính tình còn trẻ con, chỉ biết đùa giỡn. Hừ, như vậy còn được. Lúc này Nạp Lan chỉ tuyền mới mặt mày rạng rỡ, mị lực của nàng cực lớn, lập tức khiến cho người đi đường dừng chân nhìn theo tỷ lệ những người quay đầu lại cũng cực cao. Lý Vân Tiêu cười nói, hiện tại, trong thành Hồng Nguyệt đều là ngựa đực nhỏ đang động dục. Nàng làm như vậy sẽ gây phiền toái cho La Huynh. Nạp Lan chỉ tuyền cười đầy quyến rũ nói, thế nào, Vân Tiêu công tử ghen tị sao? Đúng rồi. Lấy thực lực của Vân Tiêu công tử hoàn toàn có thể đi tham gia thi đấu lôi đài, một lần hành động đoạt được Mỹ Nhân và Đông Hải Nguyệt Minh Châu, như vậy không phải lưỡng toàn hay sao? Nàng thấy Lý Vân Tiêu muốn giải thích rõ ràng, lại tranh nói trước, công tử cũng nói với ta cái gì không trông mong gì, vậy mà một trưởng có thể đánh chết một trong tây vực ngũ kiệt toàn bộ những người trẻ tuổi ở đại lục thiên vũ thật không biết còn ai có thể làm được như vậy nếu như vân tiêu công tử chịu đi tham gia thi đấu tỷ lệ phần thắng cực lớn cũng có thể khiến nhược băng muội muội tránh phải phiền não rồi la thanh vân nghiêm mặt nói không sai ta cũng đã gặp qua nguyễn tử mậu người đứng đầu đông vực thất tinh nói thật ta cảm thấy hắn không bằng huynh lý vân tiêu cười nói các ngươi quá coi thường hào kiệt trong thiên hạ thật sự mạnh nhất chắc chắn sẽ không phải là mấy danh hiệu rất vang dội kia cái đó gọi là người thiện chiến danh không hiển hách ngoại trừ thất tinh ngũ kiệt tứ tú gia đại lục thiên vũ thắng được vì bọn họ có thể có nhiều người nếu như la huynh đi ghi tên cũng có thể lăn lộn tới một vị trí đầu lĩnh nạp lan chỉ tuyền nói nếu vân tiêu công tử không có ý chỉ tuyền cũng không ép buộc nhưng chỉ cầu mong đến lúc đó nhược băng muội muội không thích người chiến thắng vân tiêu công tử có thể góp vui lấy lệ giúp nhược băng muội muội một lần lý vân tiêu cười khổ nói không nói đến chuyện ta không có bản lãnh đó cho dù thật sự có sau khi chiến thắng làm sao có thể chỉ góp vui lấy lệ được ta cũng không muốn bị người của thành hồng nguyệt truy sát cả đời trong đầu của hắn truyền đến tiếng yêu long đã yên lặng từ lâu hừ lạnh nói thôi ông im mẹ mùn đi ông không phải đã bị thành hồng nguyệt truy sát cả đời sao sợ cái gì chứ mặt lý vân tiêu đen lại truyền âm mắng ngươi không nói lời nào nói ta sẽ không xem ngươi đã chết yêu long cười hắc hắc nói vừa lúc hai vị hồng nhan tri kỷ của ngươi đều không có mặt ở nơi này cơ hội tốt trời ban phải nắm chặt đúng rồi Yêu Long đột nhiên nghiêm mặt nói, La Thanh Vân so với lần trước khi ở trong Tu Duy Sơn rất khác, không biết tại sao máu của hắn lại trở nên thuần hậu hơn rất nhiều, hình như có dấu hiệu trở về tổ. A, à, Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, như vậy rất tốt, vậy máu hắn càng có giá trị lớn hơn. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt tham lam nhìn về phía La Thanh Vân, nhìn tới mức người kia toàn thân sợ hãi, tức giận chừng mắt trở về. Nạp Lan Chỉ Tuyền nhìn bộ dạng Lý Vân Tiêu không yên lòng, than thở, tất cả phải xem số trời, hy vọng Nhược Băng muội muội có thể tìm được một người tốt để gả. Lý Vân Tiêu cười nói, những nữ hài tử như các nàng kén vợ kén chồng yêu cầu cũng quá cao đi, hội tụ ở đây đều là trẻ tuổi tài tuấn gần như khắp trong thiên hạ, các nàng còn không biết đủ. Chỉ Tuyền cô nương nếu như đi tới phủ thành chủ, mong hãy thay ta đưa một vật tới cho nàng Béo Tuyết Cầu. Tay hắn đưa ra một khối ngọc giản, dùng thần thức lạc ấn một vài tin tức, đưa cho Nạp Lan Chỉ Tuyền, nói, rất khẩn cấp, hy vọng có thể mau chóng đưa đến trong tay Khương Nhược Mai. Nạp Lan Chỉ Tuyền ngẩn ra, lập tức hiểu rõ Lý Vân Tiêu đã biết được thân phận của Tuyết Cầu có chút hồ nghi nói nàng béo này và nhược băng muội muội luôn không hợp mắt thậm chí đã nhiều lần dùng thủ đoạn không trong sáng đối phó với nhược băng muội muội nếu như vân tiêu công tử xem chúng ta là bằng hữu vẫn mong không nên đi lại với nàng quá gần lý vân tiêu cười nói yên tâm đi đây là một chút ân oán cá nhân giữa ta cùng khương nhược mai làm phiền chỉ tuyển cô nương nạp lan chỉ tuyển cất ngọc giản xong nói như vậy cũng tốt việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền đi tới phủ thành chủ luôn cáo biệt Hai người nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, lúc này mới ném ra kim chỉ nam, đi về phía nơi Ngân Nguyệt Tông dừng chân. Nơi dừng chân ở một góc tương đối hẻo lánh, nằm ở trong rừng cây, bên cạnh ánh nước. Hoàn cảnh thật ra vô cùng tốt, dù sao Nạp Lan Chỉ Tuyền qua đó cũng chỉ là ở cùng Khương Nhược Băng mà thôi. Ở một nơi có hơi xa trung tâm của thành, cho nên lúc trước băng khối tổ chức tới gây chuyện cũng không có người nào phát giác. Hai người nhờ chỉ nam, một bước một sau đi trong một rừng cây. Trong lòng Lý Vân Tiêu đột nhiên thoáng động, hình như có phát giác, quay người lại, nhìn ánh mắt la thanh vân dần dần dấy lên chiến ý khẽ cười nói thế nào muốn đánh nhau sao nguyên khí trên người la thanh vân chấn động ra đó là một loại tâm tình đang cố hết sức lực áp chế hắn trầm tiếng nói sau khi rời khỏi tu di sơn ta vẫn rất muốn tìm huynh xác minh tu vi một chút mất đi cơ hội ngày hôm nay thật không biết tới năm nào tháng nào mới có thể gặp lại lần nữa trên người hắn chớp động thanh quang ở trước người hoàn toàn mở ra hóa thành một thanh trường thương nắm trong tay thương thế trở nên sao động một uy áp vô hình bao phủ tất cả phạm vi nơi đó nguyên lực mỏng manh ở trên thân thương không ngừng chấn động, nhắm thẳng vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tùy ý để uy lực của thương nhắm vào cơ thể, kinh ngạc phát hiện cường thế trong Long Uy rất mạnh. Mặc dù thân thể mình vô cùng cường hãn, ở nơi này, dưới áp chế của Long Uy, lực lượng cũng có chút đông cứng, giống như uy lực của từng tử long ở trên thành Tống Nguyệt Dương. Ngươi thật sự rất ưu tú, Lý Vân Tiêu tán dương, nếu như có thêm Long chi bí bảo trong người, vậy sẽ có thực lực cùng ta đánh một trận, nhưng bây giờ còn kém xa. Nếu ngươi muốn thử, ta sẽ mở cho ngươi cửa lớn võ đạo này, để cho ngươi biết cái gì là ngước mặt nhìn núi cao, cho ngươi hiểu rõ, ở trên con đường đi tới đỉnh phong này, ngươi còn kém xa. Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia lệ mang. Hai đời làm người, mặc dù là thân thể thiếu niên, nhưng thời điểm nhìn La Thanh Vân, không tránh được lại lấy thân phận của trưởng bối ra quan sát. Hắn quyết định lấy thực lực tuyệt phách, chôn ở trong lòng thiếu niên này một hạt giống không bao giờ ngừng nghỉ, mọc dễ nảy mầm mặc kệ tất cả. Nguyên khí trên người Lý Vân Tiêu chấn động hiện ra hình thái đinh ốc, xua tan long uy này ra khỏi trong cơ thể, đi xung quanh ép trở lại, khí tức của hai người đè ép lẫn nhau. Cây cối xung quanh từng cây một trực tiếp hóa thành mảnh vụn, nhẹ nhàng tung bay đầy trời, giống như cát bụi khiến cho người ta dùng mắt thường không thể thấy rõ. Con ngươi Lý Vân Tiêu đột nhiên hơi co lại, khẽ thở dài, vốn định chơi vui một chút, đáng tiếc không có cách nào được như ý nguyện. La Thanh Vân đang tập trung tinh thần chuẩn bị ứng chiến. Từ sau khi ở Tu Di Sơn vẫn bị Lý Vân Tiêu áp chế, hơn một năm được qua bất kỳ thời khắc cũng không quên giả tưởng đối phương là quân địch. Chỉ cần có thể đánh bại Lý Vân Tiêu là chiến thắng chấp niệm trong lòng mình, ở trên con đường võ đạo cũng sẽ đi xa hơn chấp niệm võ đạo của hắn chính là vĩnh viễn không bị đánh bại thế nào ngươi sợ rồi sao có muốn đánh hay không đã không phải do ngươi quyết định nữa sắc khí trên người la thanh vân vẫn đang không ngừng tăng lên hắn đang điều giải lực lượng của chính mình để đạt được trạng thái mạnh nhất lý vân tiêu than thở hoàn toàn chính xác không phải do ta nhưng cũng không phải do ngươi ánh mắt của hắn nhìn về một nơi trong hư không kinh ngạc nói văn lâm huynh ta rất hiếu kỳ không biết huynh làm sao tìm được ta sắc mặt la thanh vân chợt thay đổi lộ vẻ giận dữ thương thức bỗng nhiên đâm tới chỗ hư vô kia nhất thời phá tan không gian một tiếng rồng ngâm kinh thiên vang lên ầm một chấn động mạnh truyền đến chỉ nghe thấy có vài tiếng kêu thảm thiết trời cao đẫm máu từng thi thể rơi xuống vì vậy đồng thời có mấy đạo ánh sáng chiếu xuống hiện ra hơn 10 nhân ảnh một tên trong số đó là nam tử mặc trang phục của thành hồng nguyệt cả giận nói thủ đoạn thật tàn nhẫn đúng là chó lớn gan không ngờ giết người của thành hồng nguyệt ta la thanh vân hừ lạnh một tiếng thương thế lưu chuyển, thu vào. Khí tức trên người mới dần dần thu hồi, lạnh lùng nói, chỉ giết mấy người đã là giới hạn kiềm chế tức giận lớn nhất của ta rồi. Cho tới nay, hắn vẫn khao khát được đánh một trận, nhưng cứ như vậy lại bị phá hỏng. Nếu như những người trước mắt này không phải người của Thành Hồng Nguyệt, sợ hắn đã tiêu diệt sạch, sau đó lại cùng Lý Vân Tiêu chiến đấu. La Thanh Vân, Văn Lâm sửng sốt, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Trong con người, tinh quang không dừng chớp động, hắn khẽ cười nói, không tệ, thật sự không tệ hắn đột nhiên nói ra những lời này khiến mọi người không hiểu nổi văn lâm cũng không giải thích mà nhìn về phía lý vân tiêu cười nói huynh đệ nhanh như vậy lại gặp mặt ngươi làm tờ thân phận tại thành hồng nguyệt ta chỉ cần tìm được người thành hồng nguyệt nhờ hỗ trợ tất nhiên có thể xác định được vị trí của ngươi cho dù ngươi ở bất kỳ chỗ nào lý vân tiêu hừ lạnh nói dối trá như vậy ba mẹ ngươi có biết không tin tức trên tờ thân phận kia ta đã sửa lại vài lần ngươi có thể xác định được vị trí của ta thứ định vị của thành hồng nguyệt từ bao giờ trở nên tân tiến như vậy chứ tự ý sửa chữa tin tức thân phận tội không thể tha người cầm đầu thành hồng nguyệt quát lạnh sát khí trên người nghiêm nghị trong nháy mắt những thủ hạ còn lại tàn ra bao vây xung quanh hai người lý vân tiêu trầm tư một chút chờ tỉnh ngộ nói ta hiểu được trong tay hắn lóe sáng xuất hiện ra mấy quyển sách nhỏ đó chính là bí tịch tán gái cơ bản mà văn lâm bán cho hắn hắn cười khổ nói hóa ra là phía trên thứ này có dấu vết tọa độ do người hạ không ngờ vừa vào thành ngươi đã có tâm cơ đùa dưỡng đối với ta trong nháy mắt Mấy quyển tán gái chỉ đường ở trong tay hắn hóa thành giấy vụn, một luồng ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất, đó chính là dấu vết thần thức. Mặt Phan Lâm hơi biến sắc, khẽ cười nói, chẳng qua là lưu ý mà thôi, không ngờ thật sự phát huy công dụng, đây là vận khí của ta tốt hay vận khí của người xấu. Mặt Phan Lâm hơi biến sắc, khẽ cười nói, chẳng qua là cẩn thận mà thôi, ai cho ngươi xuất chúng không tầm thường như vậy, thật khiến cho vi huynh hâm mộ đố kỵ, không ngờ thật sự phát huy công dụng. Đây là vận khí của ta tốt hay vận khí của ngươi xấu. Lý Vân Tiêu cười nói, vận khí tốt hay xấu không phải là thứ luôn luôn không đổi, có thể vì chuyện vì địa điểm vì con người mà thay đổi. Chỉ có điều Văn Lâm huynh, ngươi cũng quá để mắt tới ta rồi, còn có cả người của thế gia Bắc Minh. Ngón tay hắn ngưng tụ ra một đạo kiếm quyết, lướt qua không trung chém tới. Trong không trung cách chỗ đó vài trăm thước mơ hồ dãy ruộng, mấy đạo ánh sáng từ phía dưới kiếm quang kia tan ra, rơi xuống như bay. Ba gã nam tử xuất hiện ở bên cạnh đám người Văn Lâm. Một người trong đó sắc mặt lạnh lùng, trong tay cầm một cái quạt giấy khẽ phe phẩy, Hàng quang trong mắt thoáng hiện, hai người phía sau mặt mũi đầy bụi bặm dơ bẩn, tóc tai rối bời, diện mạo cực xấu xí. Có một người trên mặt vẫn còn dính đầy nước mũi, quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tên công tử cầm quạt giấy trong tay nhẹ giọng nói, quả nhiên có chút bản lĩnh, thậm chí ngay cả chỗ ta ẩn nấp cũng có thể phát hiện ra, không biết thực lực của ngươi có cường đại giống như thần thức hay không. Người có tướng mạo cực xấu xí đứng phía sau chợt lên tiếng nói, ngươi làm thế nào biết được chúng ta là người của thế gia Bắc Minh? Lý Vân Tiêu sờ mũi một cái, cười khổ nói, gia ta đối với bắc minh hàn băng khí có chút mẫn cảm dễ nổi ra gà ba người đều có phần sững sờ chân mày nhíu lại bọn họ cũng không biết lời hắn nói là thật hay giả văn lâm nói mộ vân kính kia ta bắt buộc phải có tất nhiên cần chu toàn một ít chỉ cần huynh đệ giao cái kính ra ta sẽ lập tức dẫn người rời khỏi đây coi như từ trước tới nay chưa từng tới để tránh tổn thương hòa khí lý vân tiêu thản nhiên cười nói chỉ cần ngươi lập tức dẫn người rời khỏi đây ta coi như ngươi từ trước tới nay chưa từng tới chuyện này cũng dừng ở đây hừ không biết tốt xấu tên người của thành hồng nguyệt kia lạnh lùng quát văn lâm đại nhân không cần nói nhiều với hắn làm gì bắt hai người này mọi chuyện đều được giải quyết hắn không đợi văn lâm mở miệng thân ảnh liền chớp động hóa thành một luồng ánh sáng lao đến công kích hơn 10 người của thành hồng nguyệt cũng đồng thời ra tay không gian rung động tất cả lực lượng đều hội tụ về phía hai người lý vân tiêu nói giao tên vũ tôn đỉnh phong này cho ta đám lâu la này cho ngươi vui đùa một chút hắn dẫm một bước vào khoảng không thân ảnh lập tức biến mất sau một khắc hắn liền xuất hiện sau lưng tên đầu lĩnh thành hồng nguyệt kia lãnh kiếm băng xương trong tay hắn quét ngang ra cái gì thuấn di sao tất cả mọi người đều thất kinh mặt văn lâm hơi biến sắc thầm nghĩ quả nhiên là thuật luyện sư bát dài thảo nào thần thức có thể phản chế ta người này chẳng lẽ là từ hóa thần hải tới lý vân tiêu chợt chém ra một kiếm khiến người kia tránh cũng không thể tránh hơn nữa trên thân kiếm tự mang theo thuộc tính đông lạnh khóa không gian một bên lại tất cả mọi người trơ mắt nhìn kiếm kia chém vào chúng cơ thể đối phương trên mặt tên đầu lĩnh thành hồng nguyệt hiện ra một nụ cười lạnh kiếm quang lướt qua nơi nào thân thể chỗ đó bắt đầu dần dần tan rã hóa thành lôi điện màu xanh nhạt thân hóa lôi đình lý vân tiêu sửng sốt một chút lập tức hiểu được khương gia tại thành hồng nguyệt từ năm đó bắc hà tông có một chi tách ra bảo lưu lại công pháp vô thượng này cũng là chuyện cực kỳ bình thường chỉ có điều lần đầu tiên thấy người khác thi triển vẫn cảm thấy có chút cổ quái thân hóa lôi đình của khương gia quả nhiên là công pháp không tệ tên công tử bắc minh huyền cung kia khẽ phe phẩy cái quạt giấy không ngừng gật đầu nói văn lâm đại nhân quá mức cẩn thận chiêu này dưới vũ đế không có địch thủ vẻ ngưng trọng trên mặt văn lâm chưa giảm cười khổ nói ta luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy đợi lát nữa nói không chừng còn phải làm phiền quân cẩm công tử ra tay a à, bắc minh quân cẩm lộ ra vẻ mặt không tin chiêu thân hóa sấm sét này ngay cả hắn cũng không biện pháp gì tốt có thể đỡ được hắn không tin lý vân tiêu có thể ngăn cản một phía khác la thanh vân đã cùng hơn 10 đệ tử của thành hồng nguyệt chiến đấu thành một đoàn thương quang quét ngang tất cả áp chế chặt chẽ mọi người, ổn định chiếm thượng phong, đồng thời phân tâm nhìn về phía bên Lý Vân Tiêu, hắn cũng lộ ra vẻ kinh hãi. "Ha ha, ngươi cũng nhận ra thân hóa lôi đình thuật của Khương gia ta, vậy chắc hẳn là tuyệt vọng nhỉ." Tên đầu lĩnh thành Hồng Nguyệt bỗng nhiên cười ha hả, nói, "Ha ha, không phải cửu thiên đế khí, không có cách nào áp chế thân sầm xét. Chiêu này ở dưới vũ đế là vô địch, đi tìm chết cho ta." Hai tay hắn bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú, thân thể chợt bành trướng, giống như trở thành một người béo mập màu xanh. Hắn chợt hít sâu một hơi hét lớn một tiếng từ trong miệng hắn phun ra vạn đạo sấm sét thân thể cũng theo sấm sét phun ra trong nháy mắt biến thành người gầy gò hừ lý vân tiêu hừ khẽ một tiếng nói lẽ nào người thành hồng nguyệt cũng là ếch ngồi đáy giếng sao võ học trong thiên hạ rộng lớn như biển cả hễ là người có chút chỉ số thông minh cũng không dám xem thường hai chữ vô địch hắn đưa ngang kiếm ở trước người rót thần dịch lực vào bên trong thân kiếm không hề suy nghĩ đâm ra một kiếm trực tiếp nên đón sấm sét quát lớn thanh liên kiếm ca kinh khí trên thân kiếm chấn động lập tức nở ra chín đóa hoa sen từng đóa nở rộ hoa sen kia thoáng ra kim quang không ngờ đẩy lùi vạn đạo sấm sét do đối phương phun ra hóa thành chín đạo kiếm khí lướt qua không trung trực tiếp lao lên cao chém xuống cái gì trong mắt của tên đầu lĩnh thành hồng nguyệt kia cũng sắp nổ vì kinh ngạc mở ra giống như quả trứng gà nhìn chín đạo kiếm quang kia cũng quên mở phòng ngự né tránh âm 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 chín đạo kiếm khí kia trực tiếp chém vào chúng thân thể sấm sét của hắn mỗi kiếm khí chém xuống đều bạo phát ra một đám máu tươi trực tiếp phá vỡ thân thể hắn lúc này tên đầu lĩnh thành hồng nguyệt mới tỉnh ngộ thân hóa lôi đình của mình đã bị phá lại không có bất kỳ ưu thế nào